Litecoin haven và những gì mà các bạn cần biết Nhiều bạn có đã biết là chúng ta càng ngày lại càng tiến tới gần ngày mà có hiện tượng Litecoin Harvin Bây giờ chứng đoán chính là ngày 6 tháng 8 năm 2019 Có nghĩa là còn khoảng 54 ngày từ cái lúc mà thường làm cái video này Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về bốn điều Điều thứ nhất đó chính là cơ bản về đồng Litecoin Điều thứ nhì đó chính là liên quan tới những tin tức gần đây liên quan tới đồng Litecoin Điều thứ ba chúng ta sẽ nói tới đó chính là hiện tượng Litecoin haven là như thế nào và điều thứ tư chúng ta sẽ nói tới là hiện tượng này có ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả của đồng Litecoin. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và thường cũng muốn cảm ơn nhà tài trợ của video ngày hôm nay đó chính là Mega LTR. Mega LTR là một dịch vụ sổ số trên mạng lưới blockchain. Mỗi ngày sẽ sổ số một lần và 75% của tất cả doanh thu thu được sẽ được dùng để mà làm quỹ sổ số. Và các hoạt động thì cũng tương tự như là những hoạt động sổ số lớn như là Mega Millions hay là Powerball. Các bạn có thể tham gia và mua vé số của Mega LTR bằng cách là sử dụng đồng Ethereum và đổi ra đồng LTR trên mạng lưới của Mega LTR và sau đó dùng đồng LTR để mà mua vé số một vé số là 2 đô la. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về Mega LTR thì link sẽ nằm ở phía dưới video này. Trở lại với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới một số điều cơ bản liên quan tới đồng Litecoin, đồng LTC. Thật ra đồng Litecoin là một trong những đồng mà thường được nói tới trong những video đầu tiên ở trên channel YouTube này. Như bạn có thể không biết, đồng Litecoin đã là một đồng đã được half fork từ đồng Bitcoin và half fork này đã diễn ra vào tháng 10 năm 2011, cái đây 7 năm. Và sau khi half fork thì không lấy tên là Bitcoin mà lấy tên là Litecoin không giống như là một số đồng, bây giờ các bạn thấy là sau khi ha phối cho đồng Bitcoin thì lại lấy tên Bitcoin như là Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond Nói chung thì đồng Litecoin rất giống đồng Bitcoin nhưng mà có một số điểm khác biệt Và nhất là khi mà chúng ta nói tới tổng số lượng đồng, tổng số lượng đồng của đồng Litecoin hơn đồng Bitcoin 4 lần Và thời gian một lóc của đồng Litecoin nhanh hơn đồng Bitcoin 4 lần Khi bạn thấy được là tổng số đồng Litecoin là 84 triệu so với đồng Bitcoin là 21 triệu và như chúng ta đã nói tới, tổng số đồng là hơn 4 lần so với Bitcoin Và hiện bây giờ các bạn thấy được là có 62,2 triệu đồng Litecoin đang được lưu thông ở trên thị trường Có nghĩa là 74,06% đã được đào ở thời điểm hiện tại Và một block của đồng Bitcoin là khoảng 10 phút Và một block của đồng Litecoin chỉ có 2,5 phút Một block của đồng Litecoin nhanh hơn một block của đồng Bitcoin 4 lần Và các bạn thấy được là đồng Litecoin có một lịch sử rất lâu đời ở trên thị trường này Đã ra đời cái đây 7 năm So với phần đông, những đồng trên thị trường hiện bây giờ chỉ ra đời cách đây khoảng chừng 2 năm và trong 7 năm vừa qua thì đồng Litecoin lúc nào cũng ở trong cái top 10. Và trong lịch sử của đồng Litecoin thì phần lớn lại nằm ở trong cái top 5. Thì cũng tương tự như là đồng Bitcoin, đồng Litecoin là một đồng dùng để thanh toán, dùng để giao dịch. Và sau này thì có nhiều người nói là đồng Bitcoin có thể được dùng như là một tài sản, một vàng điện tử. Thì nếu như Bitcoin là vàng điện tử thì Litecoin tự cho mình là bạc điện tử. Ngoài ra thì đồng Litecoin cũng có một cái công dụng khác, đó chính là làm nền tảng thử nghiệm cho đồng Bitcoin. Tại vì về mặt công nghệ thì đồng Litecoin kết cấu rất giống như là đồng Bitcoin. Cho nên trước đây thì có một số người lập trình có thể thử cái công nghệ của mình ở trên mạng lưới của đồng Litecoin trước, sau đó mới đưa lên đồng Bitcoin. Nhưng mà gần đây thì điều đó đã không phải là sự thật. Tại vì có một số công nghệ lại được áp dụng ở trên mạng lưới của đồng Bitcoin trước, sau đó mới được phát triển trên mạng lưới của đồng Litecoin. Như là chúng ta nói tới Lightning Network. Thật ra đối với Thuận thì đồng Litecoin là một đồng mà thường cảm thấy là sinh ra rất đúng thời điểm. Tại sao? Tại vì đồng Litecoin được sinh ra vào năm 2011 cái tây 7 năm Ở thời điểm đó thì không có nhiều đồng ở trên thị trường Cho nên cái sự cạnh tranh cũng không có mạnh như là bây giờ Và đồng Litecoin có cơ hội để mà gây dựng cộng đồng Gây dựng hệ sinh thái Và nhất là được sự ủng hộ của nhiều sàn giao dịch Các bạn cũng đã biết là đồng Litecoin là một đồng mà hầu như là sàn nào cũng hỗ trợ những sàn lớn như là Binance hay là Coinbase Và không những như vậy có rất nhiều sàn cho nạp và rút tiền mặt hỗ trợ đồng Litecoin cho nên sử dụng tiền mặt thì có thể đầu tư vào đồng Litecoin thông qua rất nhiều sàn và cái đây hơn 2 năm thì những người nào mà mới tham gia vào thì cái đây hơn 2 năm thị trường rất khác với thị trường hiện bây giờ lúc đó những sàn mà các bạn biết hiện tại như là sàn Binance vẫn chưa có ra đời và sàn Coinbase lúc đó là một sàn rất lớn và sàn Coinbase chỉ ủng hộ có 3 đồng Thứ nhất là đồng Bitcoin, thứ nhì là đồng Litecoin và thứ ba là đồng Ethereum Cho nên đồng Litecoin được cái lợi thế là đã được sinh ra trong những năm đầu tiên Nếu như mà thật sự đồng Litecoin được sinh ra ở thời điểm bây giờ thì chưa chắc là đồng Litecoin có thể đứng vững trong cái top 10 ở thời điểm hiện tại Nhưng mà tại vì đồng Litecoin đã được ra đời cái tay 7 năm cho nên nó cũng cố được địa vị của mình ở trong cái top 10 Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số tin tức liên quan tới đồng Litecoin gần đây thì nhiều bạn cũng đã thấy là giá cả của đồng Litecoin đã tăng khá nhiều từ đầu năm cho tới bây giờ các bạn thấy được là đã tăng 362% từ 30 đô la lên tới 140 đô la cái lúc mình thường làm cái video này và nhiều người thì nói là lý do tại sao mà giá trị tăng lên là tại vì chúng ta càng ngày lại càng tiến tới gần cái ngày mà Litecoin halving chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mình thường nghĩ là lý do tại sao mà giá cả của Litecoin tăng không đơn giản là chỉ vì chúng ta càng ngày càng tiến tới gần Litecoin halving chúng ta gần đây cũng có một số tin tức khá tốt liên quan tới đồng Litecoin như đồng Litecoin sau khi mà đưa ra phiên bản Litecoin Core 0.17 thì cái phí giao dịch đã bị giảm đi 10 lần Bây giờ giao dịch trên mạng lưới của đồng Litecoin chỉ trả có nửa cent và đồng Litecoin thì cũng tương tự như là đồng Bitcoin có một cái mạng lưới Lightning Network và cái mạng lưới này dần đây đã phát triển và tiếp tục tăng trưởng lên tới 76%. Một tin tức khác nữa đó chính là đồng Litecoin đã có ý định hợp tác với lời đồng beam sử dụng giao thức Mimblewimble để cho làm cho đồng Litecoin khi mà giao dịch thì có khả năng là bảo mật tất cả giao dịch Và có thể là nhiều bạn không biết đồng Litecoin là đồng an toàn thứ ba trong tất cả những đồng mà sử dụng hệ thống đào, hệ thống POW Để nói rõ hơn thì các bạn nhìn vào đây chính là cái biểu đồ tốc độ đào ở trên mạng lưới của đồng Litecoin thì các bạn thấy được là trong vòng một năm vừa qua thì hiện bây giờ tốc độ đào ở trên mạng lưới của đồng Litecoin là cao nhất và các bạn thấy được là từ tháng 12 cho tới bây giờ tốc độ đào càng ngày lại càng tăng lên và đương nhiên tốc độ đào càng cao thì càng khó tấn công một mạng lưới Để các bạn hiểu rõ hơn thì khi mà chúng ta dùng cái biểu đồ đó và chúng ta để thêm vào tài liệu tốc độ đào của mạng lưới Ethereum thì các bạn sẽ thấy được là mạng lưới Ethereum có nghĩa là cái đường màu cam Mạng lưới của đồng Litecoin là cái đường màu xanh thì các bạn thấy rất rõ ràng là từ đầu năm cho tới bây giờ trước đây khoảng chừng 6 tháng thì các bạn thấy là đồng Ethereum và đồng Litecoin gần như là bằng nhau về tốc độ đào nhưng mà trong vòng 6 tháng vừa qua cho mình thấy được là mạng lưới đồng Litecoin càng ngày lại càng củng cố hơn về tốc độ đào và đã vượt bậc so với đồng Ethereum cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ mạng lưới đồng Litecoin an toàn hơn mạng lưới của Ethereum rất nhiều tại vì có rất nhiều người tham gia vào đào mạng lưới của đồng Litecoin và nếu như mà chúng ta dùng cùng một biểu đồ và để thêm tài liệu của đồng Bitcoin thì các bạn thấy được tài liệu của đồng Bitcoin đó chính là cái đường màu xanh trên màn hình và các bạn thấy được là ngoài trừ đường màu xanh ra không còn thấy đường khác tại vì sao? tại vì mạng lưới của đồng Bitcoin rất là mạnh cho nên khi mà chúng ta để vào tốc độ đào của mạng lưới đồng Bitcoin thì những đồng khác như là Litecoin và Ethereum đã hoàn toàn biến mất ra khỏi cái biểu đồ này tại vì tốc độ đào rất yếu so với mạng lưới của đồng Bitcoin. Điều mà chúng ta muốn nói tới đây là đồng Litecoin so với tất cả những đồng mà sử dụng hệ thống đào thì ngoại chỉ đồng Bitcoin hay là đồng Bitcoin Cash thì đồng Litecoin là đồng đứng thứ ba xếp hạng theo đồng nào là an toàn nhất trên mạng lưới của POW mạng lưới Proof of Work thì cái lúc mình làm cái video này thì các bạn thấy được là chúng ta còn khoảng chừng là 54 ngày nữa là chúng ta sẽ tới cái ngày Litecoin Halving kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới một số tài liệu liên quan tới Litecoin Halving là như thế nào tôi cảm thấy là cũng có khá nhiều bạn vẫn chưa hiểu được cái hiện tượng này đây là một hiện tượng mà sẽ xảy ra với đồng Litecoin và năm sau sẽ xảy ra với lại đồng Bitcoin Chúng ta sẽ có một cái video khác nói về hiện tượng Haven của đồng Bitcoin Nhưng mà trong video này chúng ta sẽ chủ yếu nhìn vào đồng Litecoin Thì các bạn thấy được là đồng Litecoin Haven có nghĩa là mỗi một lốc khi mà đào ra được Thì bây giờ là thợ đào được thưởng 25 đồng Litecoin Nhưng mà sau cái ngày mà Litecoin Haven, có nghĩa là sau tháng 8 năm nay thì một lốc tạo thành công mạng lưới của đồng Litecoin chỉ thưởng cho thời đào có 12,5 đồng cũng đồng nghĩa phần trăm lạm phát đã giảm đi phân nửa từ 8,82% xuống chỉ còn có 4,26% và một điều quan trọng hơn mà thường cảm thấy là nhiều bạn hiểu lầm là cái số lượng mà bị giảm đi phân nửa không phải là cái số lượng Litecoin trên thị trường mà cái số lượng bị giảm đi phân nửa chỉ là cái phần thưởng khi mà thợ đào đào được một lốc cái số lượng đồng Litecoin trên thị trường sẽ không thay đổi như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái hiện tượng halving này thì ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả của đồng Litecoin thì nếu như mà các bạn hỏi nhiều người thì nhiều người sẽ nói là cái hiện tượng này ảnh hưởng tới đồng Litecoin là tại vì hiện tượng này sẽ làm cho đồng Litecoin càng ngày càng khan hiếm hơn nhưng mà các bạn thấy được là đó không hẳn là sự thật Tại vì cuối cùng thì chúng ta vẫn có 84 triệu đồng Litecoin ra đời Chỉ là tốc độ ra đời càng ngày càng chậm hơn Nhưng mà cái số lượng mà đã ra đời là sẽ không thay đổi Nhưng mà nhiều người lại cho là đó là lý do tại sao mà giá trị được tăng Khi mà có hiện tượng Harvin diễn ra Nhưng mà thường cảm thấy là có một số điều khác chúng ta phải nói tới Đó chính là hiện tượng Harvin là một công cụ marketing Là một công cụ quảng bá rất tốt Cho mình thấy được là hiện tượng Harvin này Hầu như là trong vòng mấy tháng nhiều qua được nói tới rất nhiều Từ các bài viết khác nhau mà ngay cả trên channel YouTube này chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều lần, cho nên đây là một cái công cụ quảng bá rất tốt để cho nhiều người biết thêm về đồng Litecoin. thì kế đó thì có thể là nhiều thợ đào nghĩ là hiện tượng halving sắp sửa xảy ra, cho nên giá trị sẽ được tăng lên. vì lý do đó những người thợ đào sẽ có thể là không bán đồng Litecoin của mình sau khi mà đào thành công, hy vọng là sau này bán sẽ có lợi hơn, cho nên bây giờ không bán làm cho số lượng đồng Litecoin lưu thông trên thị trường lại ít hơn và không chỉ là những người mà thợ đào những người mà lưu trữ lâu dài hay là những người mà trader thì cũng có thể là hiện bây giờ không bán mà còn có thể là mua thêm tại vì hy vọng là sau khi mà hiện tượng halving xảy ra thì giá trị sẽ tăng lên và vì lý do là ai cũng nghĩ là hiện tượng halving sẽ đẩy giá trị lên cao cho nên mọi người lại không bán nhưng mà mọi người không bán thì cái số lượng lưu thông trên thị trường lại càng ít hơn làm cho giá cả lại được đẩy lên cao hơn cho các bạn thấy được là đây là cái tác dụng của hiện tượng Harvin và đây cũng giải thích được là tại sao hiện tượng halving thường đẩy giá trị lên cao. Thì câu hỏi bây giờ là hiện tượng halving sẽ xảy ra vào ngày 6 tháng 8 năm 2019. Thì từ đây đến đó giá cả sẽ ra sao? Và nhất là sau khi mà chúng ta đến với thời điểm halving thì giá cả sẽ phản ứng như thế nào? Thực nghĩ đó là một câu hỏi mà nhiều bạn rất muốn biết. Thật ra có một điều mà bạn cần phải lưu ý tới là kỳ này là hiện tượng halving lần thứ hai ở trong lịch sử của đồng Litecoin. Nghĩa là trước đây đồng Litecoin ra đời là năm 2011 Và cái hiện tượng halving đầu tiên mà chúng ta đã chứng kiến đó chính là ngày 26 tháng 8 năm 2015 Và kỳ này là lần thứ hai Cho nên thường cảm thấy là có rất nhiều người đưa ra những cái chẩn đoán như là đồng Litecoin sẽ đạt được cái mức là 200 đô, 250 đô, 300 đô Nhưng mà thật ra chúng ta không có nhiều tài liệu, không có nhiều lịch sử để có thể là đưa ra những chẩn đoán chính xác hơn Nếu như mà chúng ta nhìn vào lịch sử trước đây của lần halving đầu tiên Thì mình thấy được là khoảng chừng tháng 5 có nghĩa là trước halving khoảng chừng là 3 tháng thì giá cả đã được đẩy lên và ở thời điểm đó là đã được đẩy lên 591% từ 1 đồng 29 sen đã lên tới cái mức là gần như 9 đô la nhưng mà ngay sau đó thì khoảng chừng là hơn một tháng trước khi mà hiện tượng Harvin xảy ra thì giá trị lại đi trở xuống cho bạn thấy được là từ 8 đồng 98 sen đã xuống 73% chỉ còn có 2 đồng 42 sen. Và thật ra các bạn nhìn kỹ lại thì cái ngày mà Harvin giá trị đã đi hàng ngang và sau đó lại đi xuống một phần chứ không phải là tăng lên. Tại sao? Tại vì thường nghĩ là có thể là nhiều người mua đồng Litecoin thời điểm đó hy vọng là sau khi Harvin giá trị tăng lên hoặc là nhiều người đã mua trước khi mà Harvin cho nên tới gần ngày Harvin thì lúc đó họ đã có lời cho nên họ lo sợ là sau khi Harvin giá trị đi xuống cho nên là chốt lời. Và vì lý do đó mình thấy được là giá trị đã bị đẩy xuống cái ngày mà Harvin chứ không phải đã tăng lên Sau khi mà Harvin lần đầu tiên thì các bạn thấy được là trong thời gian rất dài Từ ngày 26 tháng 5 năm 2015 cho tới ngày 27 tháng 3 năm 2017 Có nghĩa là gần như là một năm rưỡi Giá trị đồng Bitcoin đã đi hàng ngàn từ 3 đô la tới 5 đô la mãi cho tới khi mà chúng ta bước vào thời kỳ tăng trưởng mới Từ là khoảng tháng 4 năm 2017 cho đến cuối tháng 12 năm 2018 thì các bạn thấy được là đồng Litecoin đã tăng lên 10 lần từ 4 đô la lên tới 361 đô và đợt tăng giá này đã diễn ra trong vòng 270 ngày thì câu hỏi bây giờ là từ đây cho tới cái ngày mà Harvin của đồng Litecoin thì những gì có thể xảy ra thật ra không ai có thể đoán được nhưng mà nếu như mà lịch sử lặp lại thì từ đây cho tới ngày mà Litecoin Harvin thì giá trị có thể là đi lên thêm một phần nhưng mà nếu như mà lịch sử lặp lại thì giá trị sẽ đi trở xuống và ngày Harvin thường cảm thấy đó là một ngày mà sẽ không có nhiều tiến triển về mặt giá cả có thể là giá cả đi hàng ngang như là chúng ta thấy được năm 2015 có thể là tiếp tục tăng lên từ mức này hay là không hoặc là tăng lên liên tục cho đến ngày mà halving thì thật ra điều này đương nhiên là có thể nhưng mà một điều các bạn cần nên nhớ là thị trường hiện bây giờ vẫn đi theo xu hướng của đồng bitcoin cho nên xu hướng bitcoin rất là quan trọng nếu như mà đồng bitcoin đi hàng ngang hoặc là đi trở xuống thì thường cảm thấy là đồng litecoin sẽ không ngoại lệ về mặt giá cả mặc dù là có hiện tượng halving cho nên đó là một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý tới Kế tiếp thì nhiều người lại nói là đồng Litecoin có số lượng đồng là 4 lần so với đồng Bitcoin Thì nếu như mà chúng ta tính đơn giản thì một đồng Litecoin giá trị là phải bằng 1 phần tư của đồng Bitcoin Nhưng mà thật ra các bạn thấy được là trên thực tế không phải là như vậy Nếu như mà đồng Litecoin thực sự là giá trị là 1 phần tư của đồng Bitcoin Thì bây giờ giá trị đồng Litecoin là phải gần như là 2.000 đô Và về tương lai của đồng Litecoin thì tôi cảm thấy là có rất nhiều điều cần phải có nếu mà lòng Litecoin muốn tiếp tục phát triển. Bạn thường nghĩ là lòng Litecoin thật sự là có rất nhiều lợi thế nhưng mà những lợi thế này lại không được tận dụng. Thì bây giờ tuy đồng Litecoin là một đồng mà đã được ra đời rất lâu và được nhiều sản ủng hộ nhưng mà cái giao dịch ở trên mạng lưới đồng Litecoin thật sự là không nhiều ở thời điểm hiện tại. Chúng ta cần phải có nhiều những công ty ủng hộ đồng Litecoin hơn, chấp nhận thanh toán bằng đồng Litecoin và hiện bây giờ cũng có một số dự án để mà thúc đẩy cái sự chấp nhận đồng Litecoin trên thị trường nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy được nhiều kết quả và điều quan trọng hơn là thường cảm thấy là đồng Litecoin cần phải quảng bá mạnh hơn nữa phải cho mọi người biết được là tại sao đồng Litecoin có giá trị những gì mà thường nói với các bạn liên quan tới đồng Litecoin các bạn có bao nhiêu điều là chưa hề biết tới giống như là đồng Litecoin đã ra đời 7 năm hay là đồng Litecoin là có một mạng lưới rất là an toàn an toàn thứ ba trong những mạng lưới POW như mạng lưới đào. Các bạn thấy được đây là những cái điểm mà có thể quảng bá rất tốt nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thấy được là đồng Litecoin nắm bắt được những cái điểm tốt đó để mà quảng bá thúc đẩy sự phát triển của đồng này. Và nhất là nói tới Charlie Lee. Charlie Lee là người mà đứng đầu dự án Litecoin thì là một người mà rất ít khi nào chấp nhận phỏng vấn và cũng rất ít khi nào ra mặt các bạn thấy được là ở trên Twitter Charlie Lee cũng rất ít khi nào mà tương tác với cộng đồng Ít hơn là so với những người đứng đầu dự án khác như là Charles Hoskinson hay là Tron chẳng hạn Cho nên thùng hy vọng là Charlie Lee tương tác nhiều hơn đối với cộng đồng để mà thúc đẩy sự phát triển của đồng Litecoin Và đương nhiên những bài nào mà lưu trữ đồng Litecoin thì cũng hy vọng là đồng Litecoin cũng được như là đồng Bitcoin Được nhiều những công ty lớn ủng hộ và sau này sẽ có những cái như là hợp đồng tương lai của đồng Litecoin Litecoin Future hay là Litecoin ETF hay là được những công ty lớn như là Fidelity bác ủng hộ đồng Litecoin và tôi nghĩ là điều này có thể đạt được nếu như mà đồng Litecoin chú tâm vào việc quảng bá những cái ưu điểm của đồng này và đây là tất cả những gì mà thường muốn nói với các bạn liên quan tới đồng Litecoin các bạn nghĩ sao về đồng Litecoin thường biết là đồng Litecoin là một đồng mà có rất nhiều bạn lưu trữ ở thời điểm hiện tại các bạn hãy comment cảm nghĩ của mình ở phía dưới và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Theo. Tạm biệt các bạn.